Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý bà con, các bác, anh chị cùng toàn thể mọi người. Lâu lắm rồi em chưa bao giờ gặp được một chiếc Santa Vega nó đẹp như này anh em ạ. Ở biển Hà Nội tên tư nhân, xe đẹp xuất sắc luôn, không mất một phân keo chỉ nào, máy ngon, không một chút hơi thừa, không có một tí khói là luôn. À, máy dầu động cơ 2.0, dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ đời 2003. Lăn bánh lần đầu 2007 sao anh em ạ? Đó. Tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Xe đẹp xuất sắc các bác nhé, xuất sắc nhé, không phải xe thường. Keo chỉ không mất phần nào. Anh em tả chuẩn để cho bà con bác anh chị đặt cọc đây. Khả Năng Ô Tô lên sóng báo giá cho mọi người thì mọi người cứ an tâm về chất lượng chiếc xe này. Em mua được, anh em nhìn này. Ui, nó đẹp kinh khủng luôn đây. Các bác nhìn cái phần nội thất của trong nó này, nhìn này. Rời ạ, ngất người luôn, các bác nhìn nó nguyên nỉ, tất cả đều nguyên nỉ hết này. Vô lăng này. Mòn mỗi tí như này. Đây nhìn này, củ số, úi rồi, cảm biến gốc lái, chân nỉ, cửa sổ trời, túi khí, phanh ABS. Dòng này là máy dầu 2.0, xăng tiết kiệm tuyệt dầu tiết kiệm tuyệt đối nhé. Không mất tí xăng nào, chỉ mất khoảng tầm 5 lít rưỡi đến 8 lít dầu trên 100 km hỗn hợp. Trung bình nó khoảng tầm 6 lít dầu thôi anh em. Tiết kiệm kinh khủng luôn. Yêu cái vách nỉ của nó này, nó nét căng này, chưa một lần dán da nhé anh em nhé. Đây chủ cũ người ta sử dụng, nó xuất sắc luôn, không luận được. Nói chung là xuất sắc luôn. Người ta mới đặt tên lại lần nữa. Đấy là chủ thứ hai rồi anh em nhé. Không phải chủ đầu tiên mà chủ thứ hai rồi. Đấy các bác nhìn này, ui nó vẫn còn giữ được đẹp như này mà. Ghế nỉ này, ui nhìn này, trông này. Không mất một tí form nào, cảm giác như ngồi sau không ai ngồi luôn. Chưa từng bọc một lần ghế da lên mà nó còn nét như này anh em nhìn không? Trần này. Ê ui nó đẹp. Em chưa từng thấy con Santa Fe Gold nào nó đẹp như này các bác nhé. Từ em ngày em đi buôn giờ. Trước có con màu vàng Gold đẹp lắm rồi nhưng không thể đẹp bằng con này được. Thực sự luôn. Nó có khi chỉ mất tí sân si nó hơi gì thôi, chứ còn nó thật với các bác là không thể chê vào đâu được nhé. Nội thất này, ui. Trong ngoài nó đều đẹp, sợ thật nhìn này. Ê ui. Sợ kinh khủng luôn, đẹp dã man. Gầm bệ này các bác nhìn này. Ui, không hề han một tí nào, nhập khẩu nhé anh em nhé. Han tặng xe ngay. Đấy, nhìn này. Máy dầu, số tự động. Đời 2003, nhập Hàn. Về đời 2007, đăng ký lần đầu. Xuất sắc luôn nhé, 4 lốp mới. Đấy, nhiều anh em đang gọi cho khách này. Đấy, khách hẹn nhiều đang gọi rồi. Anh em nào mà đặt cọc là phải alo ngay cho Khả Năng Ô Tô nhé. Số điện thoại vẫn vậy, 0326062789. Em khẳng định với các bác, nếu không ưng, trả lại tiền cọc, không mất 1.000 nào. Anh em nên nhớ đặt cọc xuống xe xem luôn, đừng có đặt cọc rồi một tuần sau anh xuống anh xem sau thì không được. Anh em đặt cọc lấy luôn thì alo cho Khả Năng Ô Tô làm việc nhé. Về giá chi ban về giá thôi anh em nhé. Đời 2003, đăng ký lăn bánh lần đầu 2007 anh em. Ủ đẹp xuất sắc, vừa đăng kiểm xong tháng 7 năm 2022 mà anh em nhìn này, hai quả đèn nó còn nguyên zin theo xe, bốn quả đèn này nguyên zin nhé, chưa hề có bị bóng hay là bị vỡ hay nứt gì cả anh em nhìn đâu. Cảm giác xe đi rất là ít luôn, đẹp. Mà máy dầu nhé các bác nhé, máy dầu tiết kiệm nhiên liệu. Vừa rẻ vừa tiết kiệm nhiên liệu, đẹp từ trong ra ngoài luôn, không thể chê vào đâu được. Đấy, chiếc xe mà đời 2003 mà nó đẹp như 2013 luôn anh em. Santa Fe này. Đấy, mà đi càng phê luôn, những dòng này đi vừa vi vừa phê. Chạy dầu hôi đây nhưng mà nó tiết kiệm mà nó thơm lắm, xe sông sạch sẽ này anh em nhìn này. Này. Ui giời ơi. Con xe nó phải nói xuất sắc từ trong ra ngoài anh em, nhìn vách nỉ của nó này. Keo chỉ này. Không mất một phân nào luôn, anh em nhìn vân sần này. Ui. Bao đẹp bao mới cho bà con các anh chị nhá. Đây tắp nô tắp ni này. Người ta thỉnh thoảng còn dán cái đồ chơi đồ chung vào đây cho nó bong hết cái này ra mất, nhưng mà đây không hề dán một tí nào các bác nhìn nội em ấy. Đấy, nhìn này. Đấy. Ui giời. Thề với các bác luôn là chưa chiếc nào tại chợ ô tô miền Bắc hoặc là cũng Khả Năng Ô Tô mà đẹp như chiếc này. Anh em nhìn nội em cái. Ui vô lăng củ số này, tay cầm này, tì tay này. Đấy. Lưng ghế hạ ghế này anh em nhìn không? Ê ui, này ốp bậc lên xuống này. Phải nói nó chất này, đây này, không hề xước thế nào. Người bên này ngồi ít nên không đá vào đây không bị xước anh em hiểu chưa? Ui giời. Nó đẹp. Thề với các bác luôn này, đấy. Xuất sắc từ trong ra ngoài luôn. Zin hết, không mất một phân nào. Đây. Tapi cửa này anh em nhìn này. Đấy, nỉ nó nguyên bản từ đầu nhá anh em nhé. Nhìn nó khít khít. Chưa mở, chưa bóc gì cả anh em nhé. Đấy. Keo chỉ cánh này. Không mất một phân. Không mất một phân luôn anh em nhé. Đây. Đằng sau còn chỗ để nước này, để đồ này. Đấy. Nghe gạt tàn này. Xuất sắc từ trong ra ngoài. Cửa sổ lóc hoạt động hoàn toàn bình thường. Ghế này. Ui giời ơi, sao nó đẹp thế chứ. Anh em quan tâm gầm này. Gầm này. Đây. Gầm này anh em nhìn này, gầm mỗi em cái. Sao nó lại có thể sáng bóng cái này, kinh khủng cái này.
chắc là chủ xe người ta không đi sao ấy. Ê đẹp sợ thật, ỉu nét 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 không thể chê vào đâu được luôn ấy. Ỉu mua con xe đẹp nó thật sự là nó nhiều cảm xúc thật anh em ạ. Anh em nào mua được chiếc này nó thật mới là có phúc mới mua được chiếc này thực sự luôn. Em nói câu nó nghe vẻ kinh khủng ấy, nhưng mà thực sự luôn là phải có rất là may mắn mới mua được một chiếc xe đẹp như này. Anh em nào mua nói thật nhiều không thì em để em đi được anh em ạ, không quan trọng nhé anh em nhé. Bọn em đi buôn mà có lãi là bán, nhưng mà không cần, nếu mà anh em mà cứng giá hoặc là trả rẻ em để em đi ngay, không nói nhiều luôn anh em nhé. Xăng đang đắt, dầu bây giờ 2.0, dầu có tầm 6 lít 7 lít dầu trên 100 km, tiết kiệm bằng Kia Morning còn gì nữa. 7 lít dầu bằng 5 lít xăng chứ mấy. Điều đẹp, chê không bán nha các bác nhé, riêng mà chê không bán luôn. Xe đẹp này anh em chê không bán, xe cũ mà anh em chê đời 2003 mà như 2013 này mà anh em chê thì thực sự em không bán nữa, dỗi ngay. Đấy, keo chỉ zin hết này, không mất phần nào luôn. Đây anh em nhìn không, chỉ zin đây, cho mỗi này mỗi tí này han han đây anh em nhìn thấy chưa, cái này em xử lý đấy, còn đâu là zin hết, vừa mới về nhá, chưa làm gì cả. Đấy, tí vô lăng này phải phải qua tí sơn nữa cho nó đồng màu, còn lại nó nguyên bản theo xe đây. Nguyên bản theo xe nó bị hơi bật chỗ này, người ta để con tay cái vào đây. Còn lại anh em nhìn này, vô lăng này xuất sắc luôn, đẹp chưa, ghế này úi trời, sao mà có thể có chiếc một chiếc xe nó đẹp mức độ như này luôn. À, quan tâm về máy cơ, không một chút hơi thừa nào các bác nhé, không một chút hơi thừa, không đâm đụng ngập nước, keo chỉ zin toàn phần. Đây em cho mọi người xem đời 2003 này. Ừ, tiếng đè nó chất nó chắc, cảm biến gốc lái nhá, màn hình theo đầu đài theo xe này, đầu Hyundai theo xe chưa hề thay thế gì cả. Cái này em để nguyên, em không có nắp màn hình màn hung gì kệ các bác, về muốn nắp cái gì anh em nắp, còn em không nắp. Đấy, phím bấm vô lăng tích hợp tăng giảm âm lượng trên đây này. Bên trong này này anh em nhìn không, gương điện cụp xòe này, cụp gương nhá, xòe gương này, bản đủ có anh em, khóa cửa này, bấm mở cửa chốt cửa này, phím bấm lên xuống kính này, cửa gió điều hòa, cái này nó cảm giác nó không bị mòn ở đâu ấy, nó đẹp kinh khủng luôn. Đây ốp cột này, ui mịn nhung nụa luôn anh em ạ, nhung nụa nhá. Đây này, cửa hồ trời đây, hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhìn thấy không, đưa ra đưa vào bình thường luôn. Cửa lâu này đó, xuất sắc luôn các bác nhá, đóng vào khi đỡ nắng này, mở ra cho nó thoáng khí này, ưu nó đẹp này, gương chống chóa này, bao zin bao đẹp cho bà con các bác anh chị luôn. Em sẽ mở cái phần khoang máy lên cho mọi người xem khoang máy động cơ của chiếc xe này. Điều hòa auto nhé các bác nhé, điều hòa auto mát buốt, em vừa tắt đi rồi. Đây cho mọi người xem tiếng máy nha. Ôi dồi ôi, khoang máy động cơ, ôi dồi anh em ơi, không chê được các bác nhé. Rút que thăm dầu đầu tiên cho bác, không có một tí khói nào nhá. Đấy, mở cả cái này ra cho bà con này xem có dầu văng lên không, hoặc là dầu khói nó văng lên không nhá. Anh em nhìn này, có tí khói nào không, anh em nhìn nội em xem có khói không ạ. Đấy, có băng dầu không ạ, vô cùng đẹp, dầu vàng chóe. Trời ơi, sao gọi đẹp mức độ kinh khủng kinh hoàng này. Anh em nào mua được chiếc này thực sự là may mắn, thực sự may mắn nhé. Anh em nào mà mua được alo ngay Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Khả Năng Ô Tô đang chào bán với mức giá 238 triệu đồng, chỉ bao rút hồ sơ anh em nhé, chỉ bao rút hồ sơ và có lọc lá thôi chứ không bớt. Anh em nào đến xem xe cứ phải alo trước, làm việc trước hẵng đi, còn đừng đến đây rồi anh em bớt rồi nó khó nhỉ. Nhưng mà cứ nghĩ là bớt được nhiều, không có đâu. Còn này em mua rất là cao để bán cho anh em thôi. Máy CRDI VGT này. Alo trực tiếp tôi Khả Năng Ô Tô, làm việc trước hãng đi nhá, đặt cọc trước hãng đi. Còn đến nơi mà anh em bảo là xe đâu anh xem thì gần như không còn nhé các bác nhé. Dòng này keo chỉ này anh em nhìn này, úi trời, khoảng tầm 30 khách đang hẹn Khả Năng Ô Tô rồi, nên các bác nào còn chưa kể những anh em khác đang bán hàng ở đây, nên anh em mua xe anh em tự tin lên, số khung số máy chuẩn theo xe nhá, sang tên chính chủ được thoải mái, bao rút hồ sơ về, bao an ninh pháp luật, bao đâm đụng nước, bao phạt nguội cho bà con các bác anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này. Hyundai Santa Fe Gold đời 2003, lăn bánh lần đầu 2007. Đó, tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội, xe đẹp không lỗi nhỏ, không đâm đụng va chạm ngập nước. Bên em chào bán mức giá 238 triệu đồng, có hỗ trợ rút hồ sơ cho bà con các anh chị. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo.